Chào cô chú, các bác, anh chị. Chiều nay có cái cây hoa Ngọc Anh này, thì đợt trước cắt cây cành, bây giờ nó ra hoa này. Một cây và một cây ở đây, một cây nữa thì cũng đang ra hoa đây. Thì hôm nay là chia sẻ các bác cái cây này đang rất nhiều hoa, và để thay sang cái chậu này sạch sẽ để bày trong nhà, trong anh ấy, cho một ít đất nhật vào để bày trong nhà chơi. Vì là thực tế là bonsai chơi nhiều rồi, nhưng mà chưa cây nào có hoa để dành cho bà xã chơi cho vui vui, thì để hài hòa vợ chồng thì chơi cái cây hoa trong nhà, cả vợ chồng cùng ngắm cùng vui đấy. Thì tôi sẽ thay chậu cho con này. Ngọc Anh thì sống rất khỏe rồi, và bấm chỉnh lại dăm cái cây xanh này, cây xanh quê ôm đá này, khá là mang dáng cổ, khá là đẹp. Đối với dòng cây giá bình dân thì nó khá là đẹp, đấy. Cây xanh ôm đá, Ngọc Anh cho chậu này đây. Cái chậu cũ nó bẩn quá mà thô, mà xi măng nó rất là cao đấy các bạn ạ. Xem nhé, sức sống của Ngọc Anh mà các bác nhìn biết, nó mọc mầm ở chính cái vị trí mình cắt, mà cái vết cắt các bác này, các bạn nhìn mọc chính vị trí vết cắt sát vỏ sát thân này, chứ không phải mọc ở mầm ở đây đâu nhé. Ở đây cũng có, rất là hay, chứng tỏ là dòng này có thể dâm cành sống rất là tốt. Hoa đây rồi, để đem ra xuống làng mình. Thank you.
Đấy, quá. Không biết vừa nãy nó bị lệch mất đây. Camera không để ý mà. Vừa mới cắt đây. Cắt vào rất nhiều bệ, bệt cho nó bệt xuống đi. Nó vừa với cái chậu này. Nó rất nhiều rễ. Nhưng mà không sao. Ngọc Anh sống vô tư mà. Không sao. Xin phép các bác là đất Nhật nó còn một ít nhưng mà chưa kịp mua túi mới, giải chút trên nó sạch, thì dụng nhà nó sạch rồi.
Đấy, báo cáo là xong rồi em. Chân rất bền, bonsai được mà chơi hoa cũng hay vui. Rất cao quý, hoa anh rất cao quý. Tên tuổi cũng rất đẹp, tên cây cũng rất là đẹp. Đấy, cây của anh vừa mới xong đây, rượu đây, chân nó bệt sướng lắm các bác. Đây, chân tứ diện đều có bệ, bệ to đấy nhá. Đang vùi xuống chút thì tí nó tưới nước thì nó lộ ra. Chơi hoa đang rất nhiều nụ, nụ này các bác nhé, nhánh nào có nụ nhé. Đấy, đấy, nhỏ 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 này, còn lâu lâu nữa mới nở. Đấy, đều có hoa hết nhá. Điều đặc biệt là cái dòng này là hôm em cắt mấy cái tay này, bởi vì trước nó um tùm ấy, thì cắt mấy cái tay này bây giờ nó trồi lên, đấy vẫn còn như lúa, trồi ở đúng cái điểm cắt luôn, đấy nó thấy một tài tình, đấy cây bà thân bà nhánh, đấy rất là trực, rất là nu đấy, nu bệ bệt móng rồng. Thì em quay nốt cái một con móng rồng nữa kìa bác xem nhé. Đấy, con này cũng đang hòa, cũng cắt cùng đợt với con này. Cái con vừa thay chậu xong, cái con này nó lem nhem hơn một chút, con kia thì chân chiếc nó sạch sẽ, nó ổn định chậu lâu rồi, con này thì mới cho chậu thôi, cũng đang hòa này. Đấy, hòa này. Con này thì cái bệ nó gớm hơn, tương lai của nó cũng ghê gớm hơn, không là một cái quái. Hôm đầu định em cắt bỏ chỗ này này. Đấy, để lộ cái chân đều nhau chỗ này mà thôi, để vậy đó. Đang thuận chậu. Lòng này sống thì rất là khỏe rồi. Bệ biết hai bên đều rất là ok. Hai bên đều rất là ok. Mùa đông nhưng mà vẫn giữ ẩm rất là tốt. Đấy. Và đang có hai đứa Ngọc Anh rất là hay quá. Chơi hoa hết, rất là vui. Hoa bonsai trước cắt cái một phát ở đây bây giờ đã toàn mầm rồi. Đấy, cây Ngọc Anh rất là tương lai. Đấy, may mắn mới mua được các bạn. Đấy, đóng cặp với bạn này thì nhìn sạch sẽ hơn rồi, để cho vào nhà chơi hoa nhé.